xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Miu sẽ hướng dẫn cho các bạn trồng một cây cấy ghế nấm. Thì để trồng được cái ghế nấm thì các bạn đầu tiên là phải trồng nấm. Thì đây là cái bãi nấm đầu tiên mà Miu đã lay được nha mọi người. Sau khi thu hoạch xong, các bạn sẽ có được một cái túi nấm lai. Thì cái túi nấm lai này cứ tầm 40 ô thì các bạn sẽ thu hoạch được khoảng chừng từ 2 cho đến 10 túi nha mọi người. Hơn hơn thì ra nhiều, còn xui xui thì ra ít thôi. Mà cái cây này á, cái tỷ lệ chín của nó rất là nhanh luôn nha mọi người. Thì tầm 4 tiếng là đã được một bãi rồi. Nên các bạn phải canh và thu hoạch liên tục thì nó mới kịp thời cho các bạn lai nhanh nha. Còn các bạn lười thì nó sẽ chậm một xí. Sau khi các bạn thu hoạch xong 40 ô, các bạn sẽ có được một cái túi nấm lai nha mọi người. Thì đây là cái cây lai đầu tiên thôi nha. Ở phía sau còn những cây lai khác nữa. Thì ngoài những cái túi nấm lai, các bạn còn thu hoạch được cả nấm nữa. Đây là cái túi nấm lai nha các bạn. Và Miu đã thu hoạch được 10 túi. Và đây là hai cái túi nấm mà Miu dùng để lai tạo ra được cái túi nấm lai hồi nãy đấy. Thì một cái túi là nó có cái phẩm chất màu xanh lá, còn một cái túi nữa nó có phẩm chất màu xanh dương nha các bạn. Thì các bạn có thể mua nó ở trong Farmer Market. Để vào Farmer Market thì các bạn kéo xuống tận cùng luôn của cái này thì các bạn mua là nó sẽ có được hai cái này và mua mỗi loại 20 túi nha. Và nó xếp gần gần nhau như vậy rất là dễ cho các bạn mua để lai. Còn đây là cái bãi nấm thứ hai mà Miu dùng để lai ra cái cây ghế nấm nha mọi người. Thì cũng y như cái bãi nấm vừa rồi Miu chỉ các bạn á, là cũng dùng 40 túi thì 20 túi này 20 túi kia nha. Và lai nó sẽ ra được một cái túi nấm lai khác nữa. Và cái cây nấm này á, thì cái thời gian chín của nó lâu hơn cái cây nấm vừa rồi nha mọi người. Cái cây này thì nó khoảng tầm 6 tiếng là nó sẽ chín nha. Khoảng chừng 6 tiếng sau á, thì cái bãi nấm này chín, các bạn chỉ việc thu hoạch nó thì các bạn sẽ ra được một cái túi nấm lai khác. Thì cái cây nấm lai lần này nó có phẩm chất màu tím nha mọi người. Cái túi lai này nó có cái bông màu đỏ, cái nấm màu đỏ. Đúng rồi, cái nấm màu đỏ nãy Miu nói phẩm chất tím là sai nha. Thì ở đây là Miu cũng lai hai cái cây nấm, một cái cây màu xanh lá và một cây màu xanh dương. Như cái bãi nấm vừa rồi thì tất cả những cây nấm này các bạn đều có thể mua được ở... thì các bạn đều có thể mua được ở trong Farmer Market nha mọi người. Thì các bạn vào đây, các bạn máy của Miu hơi lắc một xí. Thì nó cũng nằm kế bên nhau y như hai cây nấm đầu tiên á, nên các bạn chỉ việc mua của nó theo đúng trình tự thôi là các bạn có thể lai được nha. Các bạn phải nhớ là khi các bạn trồng á, là cái túi cây á, túi hạt giống cây á mà nó có cái màu xanh lá là các bạn trồng trước, còn cái túi hạt giống mà có cái màu xanh dương á thì các bạn trồng sau nha. Nên trên cái shop á thì nó cũng nằm theo cái chiều như thế luôn, nên rất là dễ phân biệt ha. Các bạn thấy nè, một xanh lá, một xanh dương, nên rất là dễ phân biệt luôn nha mọi người. Trừ những có những cái cây nó có cái túi màu tím á, thì cái cây đó nó lai khác nữa. Còn mấy cái cây mà bình thường như thế này thì các bạn lai rất là dễ nha. Nó lắc rồi nó không kéo đến tận cùng được à. Các bạn kéo nó xuống tới tận cùng luôn, tại hai cái cây nấm này nó ở tận cùng hết. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đây là cái cây ray nè. Cái cây nấm ray này các bạn cũng mua 20 túi. Cái này nấm màu xanh lá nên các bạn phải trồng nó trước. Còn cái túi kế bên đó, cái nấm vàng nè, nó có màu xanh dương, các bạn cũng mua 20 túi nhưng các bạn trồng nó sau. Các bạn cứ việc trồng sang kẻ, một xanh lá, một xanh dương như thế cho đến hết 40 ô nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trồng xuống nè, các bạn thấy không? Một cái túi xanh lá rồi một túi xanh dương. Do Miu trồng quen rồi nên Miu trồng theo cái chiều xéo như thế này nên nó sẽ xen kẽ. Do Miu lười chạy vòng vòng á, còn các bạn thì cứ việc chạy thẳng theo cái chiều đi tới thôi. Cứ một xanh lá, một xanh dương, một xanh lá, một xanh dương. Khi mà hết hàng các bạn quay ngược lại ở dưới thì quay ngược lại hàng ở dưới cũng y như vậy, tương tự như vậy luôn. Nó rất là dễ luôn, các bạn yên tâm ha. Còn bạn nào mà muốn trồng theo Miu thì trồng như thế này, trồng hàng xéo.
cái ô đầu tiên các bạn trồng xanh lá, và hàng xéo thứ hai á các bạn trồng màu xanh dương, hàng xéo kế tiếp và hàng xéo thứ ba các bạn trồng màu xanh lá. Thì cứ như vậy cho đến khi hết 40 ô là các bạn sẽ lai được ra những cái túi nấm lai. Những cái túi nấm lai này nó không có bán trong shop nên các bạn bắt buộc phải chịu khó trồng nha, và tốn rất là nhiều xu. Thì để có được những cái xu này các bạn phải trồng dưa. Khi các bạn trồng dưa thì các bạn sẽ đi kiếm những cái máy ở những nhà khác nhau, hàng xóm của các bạn đó, nó có giá cao thì các bạn bán thì nó sẽ ra được xu nhiều hơn. Còn nếu như các bạn bán sẵn ở tại máy của mình đó, thì lúc mà xu nó lên cao đó, thì các bạn sẽ có được xu nhiều. Còn nếu như giá mà nó thấp đó, thì các bạn sẽ bị lỗ, nên các bạn nên cân nhắc để đi xem xét nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần chờ 6 tiếng là bảy nấm này nó sẽ chín nha mọi người. Đối với cái cây này thì nó chín rất là nhanh luôn, nên các bạn trồng nó cũng không tốn thời gian nhiều. Bây giờ mình sẽ cắt clip nha. Đây là thành quả của mình sau khi lai hai cây nấm. Lai hai cái cây nấm lai mà hồi nãy mình vừa trồng á, cái cây đầu tiên và cây thứ hai, thì sau khi lai hai cái cây này mình sẽ ra được một cây lai, đó là cây nấm nó giống như con sứa vậy á, cái túi hạt thôi chứ nó không có ra cây nha mọi người. Và khi các bạn thu hoạch nó cũng sẽ rớt nấm với bông các loại như thế này. Nên các bạn có thể dùng cái cây này để dùng làm trang trí. Còn nếu như không dùng trang trí thì các bạn hãy bán lại trong shop để lấy xu nhé. Thì do nó là bông nên khi các bạn thu hoạch nó sẽ rớt những con ong và những cái cục nhị hoa. Thì những con ong và cái cục nhị hoa này các bạn bỏ vào cái máy ong ở đây thì nó sẽ ra được mật ong nhé. Và không cần đi chặt cây nữa, ngày xưa chặt cây sắp mặt luôn, bây giờ thì chỉ việc ngồi đó để cho nó chế thôi là sẽ ra mật ong nha mọi người. Đó gọi là nuôi ong á. Nuôi ong lấy mật. Thì bây giờ Miu đã có được cái cây lai màu vàng. Miu lỡ Miu thảy nó vô rồi. Đâu rồi? Một cây sứa lai màu vàng đây. Và kèm theo là Miu trồng cái cây ở trước á, là cái cây cải. Nên Miu đã có được một cây cải đây và một cây sứa như thế này. Và khi các bạn trồng hai cái cây đó lại với nhau thì các bạn sẽ ra được cái cây gáy nấm nhé mọi người. Bây giờ Miu sẽ trồng nó xuống. Thì cái cây cải lai nó cũng như thế thôi, nên các bạn cứ làm theo Miu là được. Nó là cũng vốn nó gần cái với lại cái túi nấm á. Các bạn cũng trồng theo cái kiểu như một xanh lá một xanh dương như Miu thôi. Hai cây xanh, hai cây đầu, hai cái túi đầu với lại hai cái túi sau là các bạn được hai cây, rồi là hai cái đó lại với nhau là nó sẽ được. Hình như Miu ghép clip nó bị ngược rồi mọi người ạ, nên các bạn thông cảm. Hình như Miu ghép clip nó nằm ngược rồi. Ôi giời ơi, thu âm nãy giờ mới biết là mình ghép clip ngược. Ôi không sao nhé. Bây giờ các bạn cứ biết là trước mắt là mình trồng như thế này nha. Cho nó, do Miu trồng theo cái kiểu tiết kiệm nên Miu sẽ bỏ cái cây sứa nó vô chính giữa, và bốn góc xung quanh của nó Miu sẽ bao trùm cho nó bằng những cái cây cải, những cây cải lai á. Nên các bạn bỏ cái hàng đầu tiên, các bạn bắt đầu trồng từ hàng thứ hai như Miu như thế này nè. Các bạn chịu khó chú ý clip coi đi coi lại nhiều lần để cho nó có thể lai ra được nha mọi người. Đây là trồng theo cái kiểu gọi là tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiệm xu. Còn nếu như ai làm xiên thì cứ trồng cho đủ 40 ô là được nha, thì mỗi túi lai là 20 túi nhé. Rồi bây giờ Miu sẽ vào shop bán những cây nấm, bán lá, bán hoa lá hẹ, coi cái gì bán được thì mình bán. Nó rất quá trời thứ luôn nên mình bán để mình lấy xu nha. Bây giờ bán cái cây bông màu đỏ này trước. Nó được xu xanh rất là nhiều luôn nha mọi người. Và để trồng được cây này thì cỡ 700 xu nha. Chứ 70k thì không đủ đâu nha. Bây giờ đây là thành quả khi nó chín nè mọi người. Đó, nó chín là nó sẽ như thế này. Các bạn thu hoạch nó thì nó sẽ rớt cho các bạn một cái túi. Đó là cái túi lai ra cái cây mà trồng ra cái ghế. Nó lộn, không phải túi mà nó là một cái hạt giống. Bây giờ mình sẽ thu hoạch cho các bạn coi nha. Ủa rồi nó không có cái hạt luôn hả? Hạt đâu?
là nó ra một cái cây nè, rồi nó sẽ rớt hạt giống nữa. Đó, đây là hạt giống nha. Và khi nó rớt hạt giống thì các bạn sẽ có thành tựu. Và cái thành tựu này nó sẽ tặng cho các bạn một cái khung chat rất là cute formalwear, có hình con sứa rất là đẹp, một màu tím tím xanh xanh rất là xinh luôn nha mọi người. Thì bây giờ Miu đã được ba hạt rồi này, một con sứa nữa này. Thì đây nó là cái cây thôi chứ nó không có phải là một cái thú cưỡi hay gì hết. Nó có tác dụng là trồng để trưng bày nhòm cho nó đẹp thôi, chứ ngoài ra thì các bạn chỉ có thể bán nó chứ nó không có giá trị gì hết nha. Và cái hạt giống này là khi các bạn trồng nó xuống á, nó chính nó sẽ ra được cái ghế sứa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trồng ba cây này xuống, lỡ lép ghép ngược clip rồi ghép ngược luôn cho tới bến luôn nè. Bây giờ thì trồng xuống rồi, chúng ta đợi nó chín thôi, nhớ bổ sung phân bón và thuốc trừ sâu liên tục nha mọi người. Đặc biệt là những ai mà chưa có máy auto như Miu á, thì tốt nhất là hãy chịu khó vô tưới cây thường xuyên nhé. Nếu không thì cái tỷ lệ ra hạt nó sẽ bị thấp đi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bán cái cây cải màu vàng. Đây, sari, cà le gì đó. Còn cái này là đốt jelly, jelly là sứa. Jellyfish là sứa nha mọi người. Tiếng Anh nó là sứa, còn đốt là gì Miu không biết nha. Sau khi trồng xong thì các bạn sẽ có được cây đút kimika gì đó, chả biết nó là cái gì. Đợi nó chín thôi, cỡ 5 ngày nha mọi người. Bây giờ mình sẽ vô cái thành tựu, mình cho các bạn xem cái thành tựu của nó nha. Lấy cái khung chat thì bây giờ các bạn bấm vô cái thành tựu mà các bạn đã hoàn thành đó thì nó sẽ hiện lên như thế này. Và nhận nó là các bạn sẽ có được một cái khung chat Dutki Mika Misa gì đó, chả biết nó là cái gì. Mika. Cái khung chat này các bạn vô trong cái phần mi á, mi là tôi ấy. Các bạn nhấn sử dụng nó là view á. Thì các bạn sẽ có một cái khung chat rất là đẹp, tím tím xanh xanh như thế này nhé. Ôi ôi, lắc kìa. Rồi nha, bây giờ mình sẽ mi vô nè. Các bạn nhấn vào cái hình mặt con kỳ nhông thấy ghét đó đó. Các bạn nhấn vô chat bubble gì đó là nó sẽ ra được cái khung này. Đây, các bạn những việc nhấn equipment là sẽ được nha. Thì cái khung này trên khung nó có cái hình con sứa rất là đẹp, rất là cute formalwear luôn. Và hiện tại là server chưa có ai, Miu là người đầu tiên, nhưng clip này là Miu up trễ nên bây giờ server quá trời người có rồi nha mọi người. Thì bây giờ Miu chat lên như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không? Sáng chói ló và nổi bật vượt trội luôn nha mọi người. Hãy cố gắng like để lấy được cái khung chat này về cho các bạn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ cho Miu nhé. Tạm biệt.